Thôi cứ Mến sắp chào xếp quý cô chú anh chị đến với video mới nhất đó của kênh đây là rồi TK Bonsai. Hôm nay kênh quay lại nhà vườn của chị Nguyễn Hạnh ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị hai mặt hàng thôi nha. Thì hôm nay có phôi trang và phôi cằn thăng nha quý cô chú anh chị. Hàng trang xưa ha, già dữ lắm, già rồi. Số điện thoại liên lạc chị Hạnh thì có ghi trên tiêu đề, quý cô chú anh chị gọi điện trực tiếp để được hỗ trợ mua hàng sớm nhất nha. Rồi chào chị Hạnh ơi. rồi. Chào khán giả kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em cũng bứng lên một cái lô phôi trang đỏ trang vàng ha. Nay có trang đỏ nó đế khủng nha nè, và một số phôi cần thân ha. Muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902884129 nha. Rồi trước tiên mình vô cái phôi trang số số 0 này là màu trang đỏ nha, trang xưa nha nè. Đó, trang xưa, trang này rất là lâu rồi, nhìn thấy cái bộ đế đó lên là anh em biết cái thời gian bao lâu ha, rất là khủng nha nè. Trang đỏ lá nhỏ nha, trang xưa nha. Rồi, cây này cao khoảng 20 nha. Đây chỗ cổ đây là 21 nha. Đó, để em hạo cái dòng đế cho anh em mình tham khảo nha. 60 lận nha. Đây. Đế tứ diện nha nè. Em nhìn thấy đế lực không? Rất là lực nha. Rồi cái phôi số 0 này em bao sống bao ship với giá là 600.000 đồng nha. Rồi tiếp tục phôi số 1 nha, vẫn là màu đỏ lá nhỏ nha nè. Cây dáng cực kỳ đẹp luôn. 30 là chiều bay nha. Rồi eo chỗ này là 20 ha, eo cổ 20. Cái dòng đế. Dòng đế 72 luôn nha. Đó anh em tham khảo cái dòng đế nữa nha. Ba tay em không giáp luôn đó nha. Đó cây rất là già, đế lên rất là lực nha. Bonsai này thì đế là chủ yếu nha anh em. Rồi cái phôi số 1 này cũng giá là 600, em bao sống bao ship luôn nha. Rồi tiếp tục số 2 vẫn là đỏ lá nhỏ nha nè. Cao 26. Rồi eo nhỏ trên này là 16 nha. Đó, để anh em nhìn em tham khảo cái dòng đế nữa nha. Cực kỳ luôn, giáp cái chậu luôn nha. Rồi cái số 2 này cũng là 500 ngàn, em bao sống bao ship luôn. Rồi số 3 nha, vẫn là đỏ lá nhỏ nha nè. Cao nó 18. Chỗ này là 19 nha, eo chỗ này 19 nha. Dòng đế này. 60 luôn nha. Đó, anh em tham khảo đế nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này phôi số 3 này cũng giá 500 ngàn đồng. Số 4 vẫn là đỏ lá nhỏ luôn. Trang này là rất là hiếm nha anh em. Không, 28 là cao. Chỗ này là 22 nha, em chỗ này là 22, 23 em kể 22 đi. Đó, cái dòng đế nè. Dòng đế là 64 nha. Đó, anh em thấy tham khảo dòng đế không? Nguyên cái này là cái cục nạc ở sát cái này ha, sát này đo là gần 30 lận nha. Đó. Rồi 600 ngàn, số 4 này 600 ngàn, em bao sống bao ship luôn. Rồi, số 5 nha. Cao nó 20. Em nhỏ này là 17 nha nè. Đó, để anh em mình tham khảo ha, rất là to luôn, 400 ngàn. Có phôi số 5 này, 400 ngàn đồng. Rồi, phôi số 6 nha. Cái này tại cái dòng đế nó rất là to, bởi vì em vô cái chậu này nó to, nó mới đẻ hết được cái bộ đế của nó. Cái này em làm sạch đất rồi, anh em về yên tâm dễ vậy là chơi thôi, 27 là cao. 16 đây ha, đó, dòng đế nè. Giáp cái miệng chậu nha nè. Rồi cái phôi này cũng 500 ngàn luôn, em bao sống bao ship luôn. Rồi cái phôi số 7 ha, cũng là nguyên một cái cụm ha, cụm rừng liền một củ nha nè. Đó, cái bệ cái răng đỏ, cao khoảng 18 nha, em đo tổng hết cái bệ này cho anh em mình tham khảo nha. Tổng hết bệ này là 37 nha. Đó anh em ha, cái này anh em nhìn thấy sát rồi này ha, nó liền một bệ nha nè. Đó, rồi cái bệ này có giá là 600 ngàn, em bao sống bao ship luôn. Nguyên một cái cụm rừng rất là đẹp. Rồi cái phôi số 8 nha, cao nó 21, eo chỗ này là 16 nha, đế là 65. Đó. Rồi cái phôi này có giá là 400 ha, sửa lại cái phôi này 400 ha.
Rồi cái phôi số 10, số gì mới đây, mới số 19 rồi. Mới số 8 à, có tới số 9 đi. Nè, cái này số 19 lần anh ơi. Số 9 nè. Rồi cái số phôi số 9 nha, cao 30. 18 ở đây nha. Đó, anh thấy, cái dòng đế của nó nè, đế 60 lận nha. Cực kỳ là đẹp nha, đế đẹp. Rồi, số 9 này cũng 500 ngàn luôn. Số 10 nha. Đỏ là nhỏ luôn nha anh em, cao 30. Đỏ thì nó cực kỳ là lâu lớn, 18 ở đây ha. Anh em tham khảo dòng đế ha. Rồi cái phôi này có giá là 350 ngàn thôi. Sửa cái phôi này lại giùm em luôn. Rồi số 11 nha. Cao 30. Eo chỗ này 15. Mà cái dòng đế thì cực kỳ 65. Đó, anh em tham khảo dòng đế nha, tứ diện hết nha. Rồi, cái này phôi 400 ngàn, số 11 này 400 ngàn luôn. Đỏ lá nhỏ luôn. Số 12 nha nè. 22 là cao. Chỗ này 18 nha. Tổng cho đế hết là 60. Rồi cái phôi này cũng 400 ngàn luôn nha. Số 13 vẫn là đỏ lá nhỏ luôn. Cao 25. 22 là đây nha. Đó anh em mình tham khảo có dòng đế nữa nha, bộ đế nữa nha. Cực kỳ luôn. Rồi 400 ngàn đồng số 13 này. Số 14 vẫn 400 luôn nha, 22 là cao. Chỗ này là 22 nha anh em. Đó, đế nó nè. Anh em thấy bộ đế nè, cực kỳ đẹp luôn. Rồi 400 ngàn đồng luôn số 14. Số 15 cao 26 nha. Eo chỗ này 18 nha. Đế kìa, cực kỳ đẹp kìa. Đế ra tới ngoài luôn ha. Rồi 300 ngàn, coi xuống 15 này, 300 ngàn đồng. Số 16 mở ngoài đây. Cao 30 nha. Chỗ này là 19 nha nè. Đế nè nè nè. 350 ngàn, có coi số 16 này 350 ngàn. Số 17 vẫn là đỏ lá nhỏ luôn, cao 22. Chỗ này là 15 ha. Rồi, số 17 này 300 ngàn, em ba sống ba xếp luôn nha. Số 18 cao 28 nha nè. Chỗ này là 18 nha. Dòng đế nó nè anh em thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Chỗ nào cũng có đế hết, 400 ngàn, có phôi số 18 này. Số 19 nha. Cao 20 nha. Chỗ này là 19 nha. Đế nè. Rồi cái phôi này có giá là 350 nha. Số 20 nha. Cao 22. Chỗ này 14 nha nè. Đế nè. Này vô chậu cái nhỏ nhỏ mini này chơi rất là đẹp, 250 ngàn cái phôi số 20 này, 250 ngàn. Số 21 là vàng lá nhỏ nha nè. Đó, trang toàn bộ là trang xưa hết nha nè. Để nó lên. Vàng lá nhỏ cây số 21 này. Bài nó 25. Tổng đây là 26 nha. Để giáp với miệng chậu nha nè. Rồi 400 ngàn đồng phôi số 21 này là trăng vàng lá nhỏ. Số 22 cũng trăng vàng lá nhỏ luôn nha nè. Cây dáng bay rất là đẹp luôn. Bài 29. Chỗ này là 29 này, 30 kẻ 29 này nha. Đó, để anh em tham khảo ha, dòng tứ diện hết nha. Cây dáng thân thì rất là đẹp nha. Rồi cây phôi này có giá là 400 ngàn luôn. 23. Một cây lùng lực dáng bay. Bay nó khoảng 15. Chỗ này là 18 nha. Rồi cái phôi này có giá là 250 ngàn. Sửa cái phôi này giùm em chị. Số 24 nha. Đó, một cây dáng bay luôn, bay 25. Sao đo đây, để em đo tổng cái cụm này cho anh em mình tham khảo luôn. Tổng cụm này 35 nha. Đó, một cây dáng bay cực kỳ đẹp luôn nha. Đế nó cũng đẹp nha. Ở đây là một cái cục nạc ở đây nha.
Đó anh em thấy không, cái thân nó nằm ở đây nè nha. Đó nguyên cái cục nạc ở đây nè. Rồi cái này 350 nha, số 24 này 350 nha. Số 25 nha. Vàng lá nhỏ luôn. Cao nó 22. Chỗ này 27 nha anh em. Đó anh em thấy đế nó cực kỳ đẹp, đế lực nha. Rồi cái phôi này có giá là 400.000, em bao sống bao ship luôn. Số 26 nha. Cái lô phôi này nó rất là già rồi. 26 là cao. Gỗ này là 17 nha anh em, thấy cái thân nó nằm tới đây nè. Cái đít nó nằm ở đây nha. Nguyên một cái cục nạc này rất là to nha. Rồi cái phôi này có giá là 250 nha. 250 nha. Số 27 nha anh em. Cao 30 nha. Chỗ này là 26 nha nè. Rồi cái phôi này có giá là 300.000. Bà sống bà ship luôn. Số 28 nha. Bay ở đây là 28 nha nè. Chỗ này là 28 luôn. Đó anh em thấy đế nè, rất lực lực luôn ha. Cây dáng bay rất là đẹp luôn nha. 400.000 đồng số 28 nè. Số 29 nha nè. Một cây dáng cũng đẹp nha. 32 là cao. Tổng đây 20 đi, 21 đi. Đó, một cây dáng lắc rất là đẹp nha. Cây này lên phôi bonsai đẹp lắm nha. 250 ngàn ra số 29. 30 nha. Cao nó 30. Cái này là 20 nha nè. Cây này thì 250 ngàn thôi. Số cây chị. Số 31. Vàng lá nhỏ luôn. Cao 32. Cây này rất là to, rất là già nè. Chỗ này là 28 nha nè. Đó, đó xích dưới là tới 31 luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. 500 ngàn cái phôi số 31 này, 500 ngàn. Số 32. Cao 16. Chỗ này 21 nha. Rồi, phôi này 250 nha. Rồi, số 33 luôn. 22 đào cao. Chỗ này 10, 20 đi. Rồi 250 ngàn luôn. Em bao sắm bao ship luôn. Số 34. Bay 32 nha. Đóng đây 24 nha. Đó, cây này rất là đẹp nha. Đế nó rất là lực luôn. 300 ngàn có phôi số 24 này nha. Rồi số 35. Cao nó 24 nha nè. Chỗ này 21 nè. Rồi cái phôi này cũng giá 300 ngàn luôn. 36 nè. Cao 28. Cái này là 19 nha nè. Rồi một cây dáng bay. Cây này cũng 300 ngàn luôn. 37. Cao 36 nè. Cái này hai thân nhưng mà chung một củ nha nè. Chỗ này 26 nè. Rồi cái phôi này có giá 250 ngàn thôi. 38. 27 là cao ha. Chỗ này là 21 nha. Rồi phôi này cũng 250 ngàn luôn nha nè. 39 nha. Cao 37. Chỗ này 24 nha. Rồi cái phôi này có giá là 300 ngàn đi. 40. 28 là cao. Chỗ này là 31 nha, rất là to nha. Nguyên một cái cục này nè, cái thân nó nằm ở đây nè. Rồi cái phôi này có giá là 400 ngàn. Số 41. Cao nó khoảng 26. Chỗ này 24 nha. Đế rất là lực luôn, cái thân rất là lực luôn ha. Da thân thì lắc lượng nè. Rất là đẹp nha. Rồi 400 ngàn đồng. Bốn mươi mốt rồi. Rồi 42 em lên cần thân nha nè, cặp nha. Mỗi cặp như vậy em bán đồng giá 250 ngàn thôi. Bữa nay em dọn giường em xả giá cho anh em mình chơi nha. Cặp như vậy cũng rất là to nha. Anh em nhanh tay thì mua cọ ha. 20 là cao nha. Đó, phủ này là 34 nha.
cần thăng nha. Em bao sống bao ship với giá là 250 ngàn thôi. Lý nha mà. Rồi cặp số 43 ha, vẫn 250 ngàn nha nè. Cổ đặt không? 20 là cao. Chỗ này 32. Đó, cổ đặt không nha nè. Rồi 250 ngàn. Rồi số 44 nha. Cao nó 26 nha nè. Cũ đây 32. Đó, 250 ngàn một cặp như vậy. Lửa nó cắn. Rồi số 45. 20 là 3 triệu bay đấy ha. Cũ đây 37 nha. 38 kể 37 đi. Đó, rất là đẹp luôn. 250 ngàn một cặp. Số 46. 25 là cao nha nè. Cổ đây 32. Rồi 250 ngàn. Số 47 nha. 25 là cao nha nè. Cổ này đây 31 nha. Đó, một cặp như vậy là 250 ngàn. Rồi số 48. Cao 20. Cũ đây 37 nha. 250 ngàn đồng một cặp như vậy luôn. Số 49. 26 là cao. Cái cũ đây khoảng 32 đi. Rồi 250 ngàn một cặp. Số 50 nha. Cao nó 25. Cũ đây 27 nha. Rồi. Cái này cũ đặt nha nè. 250 một cặp này. Rồi, số 40 số 51. Cao nó 22. Cũ đặt đây 33 nha. 250 ngàn. Rồi, số 52. 20 là cao nha. Cổ đặt đây 29 nha nè. 250 một cặp này luôn. Số 53 nha. Đó, cổ nó nhỏ nhỏ mà nó rất là đẹp nha nè. 24 là cao. Cổ đây 27 nha. Rồi, 250 nha. Số 54. Cao 27. Cổ đây 27 luôn. Rồi cặp này vẫn 250 ngàn. Số 55. Đó, cặp này rất là đẹp nha. 29 là cao. Cặp này rất là to nha nè. Cổ đặt đây tới 33 lận nha. Đó, cặp này rất là đẹp. 250 ngàn luôn. Cặp số 56. Ôi giời. Cao nó 22. Cổ đây 23 ha. Rồi cặp này vẫn 250 ngàn luôn. Rồi cặp số 57 nha. 24 là cao nha nè. Cổ đây 32. Rồi 250 ngàn. Rồi cặp số 58 nha. Cao 20. Cổ đây 31 nha. Đó, 250 ngàn luôn nha nè. Cặp số 59 nha. Cao nó 26 nha nè. Cổ đây 34 nha. Đó, cặp này rất là to nha. Rồi 250 ngàn. Rồi cặp 60 nha. 20 là cao nha nè. Cũ đây 33 ha. Rồi cặp này vẫn 250 ngàn luôn. Cặp số 61. Cao nó 24. Cũ đây 28 nha.
Đó, cặp này đẹp nha nè. Rồi 250 nè. 62. Cao nó 18. Chỗ này 29 nha. Rồi 250 nha. Em bao sống bao ship luôn. Rồi 63. Cao nó 20. Chỗ này nó 27 nha. 250 ngàn luôn. 64. Cao nó 17 nha. Rủ đây 32. Rồi 250 ngàn em bao sống bao ship luôn. 65. Cao nó khoảng 25 ha. Đó. Cái củ này rất là đẹp, rất là to nha nè. Một củ này thôi là đủ giá 250 ngàn rồi. 39 ở đây nha. Rồi 65 này 250 ngàn luôn. 66 nha nè. Cao nó 20. Củ này 34 nha. Rồi cặp này cũng 250 ngàn luôn. Rồi 67. Cao cây này 20. Củ đây 27 nha. Rồi 250 ngàn đồng. 68. 23 là cao ha. Củ đây 35 ha. Rồi 250 ngàn. Em bao sống bao ship luôn. 69 nè. Cao 30. Cao này là 32, 31 đó ha. Rồi giá 250 ngàn đồng luôn ha. Bỏ vô đi. 70 nha. Ủa, 69, 69, bỏ vô. Cây đó mới xuống. Rồi đây là 29 đây ha. Rồi cây này cũng giá 250 ngàn luôn nha. Cặp này 250 ngàn. Cái này số mấy? 71. Số 71 sao không ghi số gì hết trơn à? Cao 20. Củ đây 33 nha. Rồi cặp này cũng giá 250 ngàn luôn nha nè. 71. Rồi 72. Lên mấy phôi me chua nha nè. Cao khoảng 36. Củ đây 439 nha. Rồi 300 ngàn đồng một cây. Rất là quái, rất là đẹp nha nè. Bảy mươi ba cao 40. Đây 42. Rồi 300 ngàn đồng. Em bao sống bao ship luôn. 74. Cao nó 38. 39 ở đây. Rồi 300 ngàn đồng luôn. Em bao sống bao ship luôn. Rồi cũng là cây cuối clip nhà vườn của em hôm nay ha. Cảm ơn em trong một thời gian đã qua đã ủng hộ nhà vườn bên em nha. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau nha. Muốn xé mấy thì ấy ban đầu đi.